Hai máy nó giống nhau hoàn toàn, kể cả chức năng gõ đồng hồ trên thân máy. Nokia 888E lên đồng hồ. Và Nokia 888A cũng lên đồng hồ luôn, chỉ khác nhau là... Xin chào tất cả mọi người, mình là Thanh. Chào mọi người lại với kênh Thanh Luxury của mình. Nokia 888 Admin E và Nokia 888 Admin A nó khác nhau như thế nào? Mời mọi người cùng xem. Trong thời gian vừa qua thì rất nhiều anh em thắc mắc hỏi Thanh là Nokia 888 Admin E và Nokia 888 Admin A nó khác nhau như thế nào? Giá cả nó ra sao và cách để nhận biết Nokia 888 Admin E và Nokia 888 Admin A? Thì hôm nay Thanh Luxury sẽ giải đáp thắc mắc đó cho mọi người cùng xem nha. Ở đây thì mình có hai chiếc Nokia, đó là Nokia 888 Admin E và Nokia 888 Admin A, và hai cái main. Thì hai cái main này thì một chút nữa Thanh sẽ nói sau để chỉ cho mọi người cách phân biệt cái main luôn. Bây giờ mình sẽ quay hai cái máy cho mọi người cùng xem. Giống nhau hoàn toàn, không khác gì cả, bởi vì Nokia 888 Admin E và Nokia 888 Admin A nó xài chung màn hình, dây nguồn và vỏ, pin, sạc đều xài chung hết. Nó chỉ khác nhau là Nokia 888 Admin E nó sẽ có phần 3G, bật được sóng 3G. Còn Nokia 888 Admin A thì không có phần 3G, đã được sản xuất cho thị trường nội địa nên cắt cái phần 3G đi để giảm chi phí xuống, nên nó không bật được 3G, nó chỉ có sóng 2G thôi. Còn lại tất cả mọi thứ thì đều giống nhau hoàn toàn. Bây giờ thì Thanh sẽ chỉ mọi người nhận biết cái cách mà khi chưa mở nguồn máy lên. Bây giờ mình sẽ mở nắp pin ra, mở cục pin. Và phần sau này nó sẽ có một cái tem email có thông số. Đây là Nokia 888E. Và cũng như là cây kia mình sẽ mở ra. Đây là có Nokia 888A, cái tem này. Bây giờ thì mình sẽ mở máy lên và chỉ cho mọi người cái cách mà phân biệt để chắc chắn 100% cái máy nào là máy main E và cái máy nào là máy main A. Giờ mình sẽ mở nguồn lên thì mọi người thấy không? Cái giao diện của máy không khác nhau, giống nhau hoàn toàn. Bởi vì hai cái máy này đều là máy Nokia chính hãng, chứ không phải là main A, là hàng Hồng Kông, hàng Pháp gì hết. Nó đều là hàng Nokia chính hãng hết. Mình bấm vào phần menu, giao diện của máy y chang nhau. Thì bây giờ mình sẽ chỉ ra cái cách mà để mọi người phân biệt chắc chắn 100% cây nào là main E và cây nào là main A nha. Mọi người sẽ bấm cái mã lệnh sao thăng 000. Đó, nó sẽ ra cái thông số Nokia 888 main E. Và đây cũng bấm mã lệnh như thế luôn, Nokia 888A. Đó, thì bây giờ mọi người đã biết được là cái cách mà kiểm tra khi bật máy lên rồi đúng không? Chắc chắn 100% rồi. Bây giờ mình sẽ chỉ thêm một vài cái cách để kiểm tra nữa. Đó là mình bấm mã lệnh sao thăng 06. Đó, mọi người thấy không? Cái số email, cái mã lệnh này để kiểm tra email. Thì cái số email đầu tiên của Nokia 888 Admin A đó là 354. Và cái số email của Nokia 888 Admin E đó là 358. Cho dù là cái bản 1GB hay 4GB, mình kiểm tra đều là số email đầu tiên là 358, là Nokia 888E. Kể cả cái phần mà gõ máy, gõ trên thân máy như thế này để hiện đồng hồ lên thì nó cũng vẫn có luôn, giống nhau hoàn toàn. Bởi vì cả hai máy này đều là Nokia chính hãng 100%, không phải hàng phát, hàng nhái, hàng Hồng Kông gì cả. Và một điều nữa là mình sẽ chỉ cho mọi người kiểm tra, đó là tại vì Nokia 888E nó có phần IC 3G, mạng 3G, nên mình vào cái phần setting, vào phần phone, rồi mình chọn xuống nó sẽ có cái phần new world mode. Mình sẽ bấm vào, mình có thể chọn được chế độ 2G, 3G hoặc là chế độ song song, tùy theo mình chọn ZN 2G nè. Còn cái phần bên Nokia 888A, vào setting, rồi mình vào phone, nó sẽ không có cái phần mà chỉnh 2G hoặc 3G như Nokia 888E nha mọi người. Rồi bây giờ thì Thanh sẽ chỉ cho mọi người cái cách nhận biết cái main. Khi mà mọi người ví dụ như là không cầm cái máy, không có thể bật nguồn lên mà chỉ có hai cái main như thế này, thì cách đầu tiên để mọi người nhận biết đó là nhìn qua cái tem email. Đây là Nokia 888E và đây là Nokia 888A. Lỡ như hai cái tem này nó bị mờ đi, mình không thể nào nhận biết được, thì phải làm sao? Thanh sẽ có cách chỉ cho mọi người.
hai cái main này thì hoàn toàn giống nhau, đều có cái hộp chuông. Hộp chuông là cũng như hộp sóng của máy. Nhìn từ dưới lên trên, từ đuôi sạc cho tới rung cho tới mic cho tới tất cả cái IC ở đây, cả camera đều giống nhau hoàn toàn 100%. Chỉ có một điều duy nhất là nó sẽ khác nhau. Đây, bây giờ Thanh sẽ mở ra cho mọi người cùng xem nha. Ở chỗ cái tem EMA này nó sẽ có một lồng sắt mình có thể mở ra được. Khi mở ra thì bắt đầu là mình sẽ thấy được bên phần Nokia 8008E. Đây là main E và đây là Nokia 8008A là main A. Thì nó sẽ không có cái phần 3G như thế này. Cái chỗ này main E thì nó có phần IC 3G. Còn mà bên main A thì không có phần 3G, nó đã cắt bỏ phần 3G đi rồi nên không có phần 3G nữa. Mình có thể nhìn là mình thể nhận biết được liền. Đây không có phần 3G là main A, và đây có phần 3G, IC 3G đó là main E. Thanh Luxury hy vọng rằng sau khi xem xong cái video này thì mọi người có thể phân biệt Nokia 8008 main A và Nokia 8008 main E nó khác nhau như thế nào. Nếu mọi người thấy hay hãy nhấn đăng ký bên dưới, kèm tích vào một chuông bên phải để nhận những thông báo mà Thanh Luxury tổ chức những cái event tặng Nokia 8008 miễn phí cho mọi người. Kèm theo đó là những cái video Thanh Luxury sẽ chia sẻ những vấn đề về Nokia 8008. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video của mình.